Để sử dụng những thiết bị sưởi ấm mùa đông một cách an toàn và hiệu quả, các chuyên gia phòng cháy chữa cháy có nhiều lưu ý cho người sử dụng. Chúng tôi cũng đề nghị dân tuân thủ một số quy định sau. Thứ nhất là phải sử dụng hàng có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng. Vấn đề thứ hai là khi sử dụng thì không nên cắm 24/24. Vấn đề thứ ba là khi sử dụng thì phải phù hợp. Tức là ngay từ đầu tôi nói cái công suất của nó thì phải phù hợp với cái đường tiết diện dây dẫn điện. Vấn đề thứ tư là khi có bảo dưỡng sửa chữa thì phải đưa đúng đến các những người có chuyên môn nghiệp vụ. Vấn đề nữa là không để gần các cái chất dễ bắt cháy, ví dụ như xăng dầu, quần áo, chăn màn và những cái thiết bị sử dụng khác mà có nguy cơ bắt cháy, thì khuyến cáo nhân dân là không nên. Khi chữa cháy các cái thiết bị điện thì người dân sẽ sử dụng các cái thiết bị chữa cháy mà mình trang bị và sử dụng, hoặc nếu mà mình không có các thiết bị chữa cháy thì mình có thể là sử dụng các cái que gậy mà có sẵn ở xung quanh mình, không phải bằng sắt, thì để chúng ta kéo xa những cái vật đang cháy ra bên ngoài để chúng ta tiếp tục, hoặc là chúng ta trước khi đấy chúng ta phải ngắt nguồn điện chính trong gia đình. Ngoài những nguyên tắc chung, mỗi thiết bị cũng cần thêm những lưu ý nhất định. Thứ nhất, đối với quạt sưởi, máy sưởi luôn luôn tiềm tàng nguy cơ gây cháy cao, do đó phải đặt chúng ở xa ít nhất khoảng 1-2 mét tùy từng loại. Đối với gia đình có trẻ nhỏ, đèn sưởi nhà tắm nên dùng loại treo tường để tránh tầm với của trẻ nhỏ. Quạt sưởi nên đặt ở nơi thông thoáng, xung quanh không bị chắn bởi bất kỳ vật dụng nào, nhất là những vật dụng dễ bị cháy như quần áo, rèm màn, khăn. Không đặt lên ghế, giường, những vị trí quạt sưởi dễ bị ngã đổ, các đường khí dễ bị chặn, dù có tính năng tự động phát điện trong những trường hợp này nhưng cũng không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, nên bạn cần đặt quạt sưởi ở mặt sàn, mặt bàn hay mặt phẳng thăng bằng ổn định. Không đặt quạt sưởi ở nơi ẩm ướt, nơi có nhiều nước để tránh cho sản phẩm bị chập mạch do sự điện. Thứ hai, đối với đèn sưởi, cần tránh lắp đặt đèn sưởi nhà tắm quá cao hoặc quá thấp. Tiêu chuẩn chung là từ 1m8 đến 2m. Đây là khoảng cách an toàn nhất giúp đèn sưởi nhà tắm phát huy tối đa công suất cũng như tránh được nước bắn vào. Khi lắp nên kiểm tra dây điện, nếu dây không đủ công suất thì nên tạo hoặc tìm nguồn đủ. Đèn sưởi có công suất và bức xạ nhiệt cao nên nếu dùng quá lâu có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Vì thế chỉ dùng đèn sưởi nhà tắm trong vòng 20 đến 30 phút, thời gian tối đa bạn có thể sử dụng là 40 phút. Mặt khác, nhà tắm là nơi có môi trường ẩm ướt, không khô thoáng. Nếu gia đình lắp đèn sưởi trong nhà tắm loại treo tường thì phải tuyệt đối an toàn, không để hở dây điện, đề phòng điện giật gây nguy hiểm. Thứ ba, với đệm điện, không sử dụng chăn điện liên tục trong vòng thời gian 10 tiếng đồng hồ. Việc sử dụng liên tục không nghỉ sẽ gây quá tải cho bộ phận chịu nhiệt. Không để trực tiếp các vật, bóng đèn, sạc điện thoại đang cắm điện hoặc đồ nặng, sắt nhọn, thú nuôi để tránh bị cào xước. Không nên nhảy, chạy đùa trên chăn, đệm điện khi đang cắm điện vì dễ làm dây phát điện hư hỏng. Nếu nằm giường sắt thì không nên dùng chăn, đệm điện vì rất dễ gây tích điện.